Bộ phim Bóng đen của yêu tinh. Tập phim Cái bóng ác quỷ. Ngay cả khi không có mối đe dọa nào ngay lập tức từ chúa tể can và yêu tinh bóng tối của mình, các nàng tiên vẫn phải thận trọng, vì trong hội đồng những người lớn tuổi vẫn còn có Fedon, một kẻ phản bội có khả năng sử dụng bất kỳ phương tiện nào để có được sức mạnh. Kiến thức về phép thuật của ông ta có thể khiến hắn trở thành một kẻ thù ghê gớm. Nhưng khi ông ta không thể kiểm soát được sức mạnh của một viên pha lê bí ẩn, một thảm họa đã diễn ra. Ác ma có thể được phản chiếu dưới nhiều hình thức, dưới bóng đen của yêu tinh, một cành cây, một chiếc máy vi tính và một trong những lăng kính năng lượng tốt nhất của bà Flu. Trộn chúng lại với nhau và ta có gì? Tin tức của ngày mai có ngay trong hôm nay. Sau tất cả, nếu ta là vua của đồng cỏ, ta cần có một bài phát biểu nhậm chức. Các khoảng thời gian, những sâu thẳm trong không gian, phản ánh suy nghĩ của ta, hình dáng ta, khuôn mặt ta, cho ta xem, trong viên đá thủy tinh này, bản thân ta, trong những khoảnh khắc chưa thể vượt qua. Hãy tiết lộ tương lai của ta đi. Đùa đấy à? Một vài nhánh húng tây, một chút bạc hà, một chút cây xô thơm. Và mình sẽ tạo ra một nồi súp tuyệt vời cho nhà bếp của bà Pha La. Nó có phải là hoa tử đinh hương không? Một thành phần phép thuật. Ai để quên cái này ở đây vậy? Các khoảng thời gian, những sâu thẳm trong không gian, phản ánh suy nghĩ của ta, hình dáng ta, khuôn mặt ta. Cho ta xem, trong viên đá thủy tinh này, bản thân ta, trong những khoảnh khắc chưa thể vượt qua. Cuối cùng, sau 1000 năm tìm ra thứ phép thuật ngu xuẩn của Fedon, tinh thể đã giúp mình phản chiếu dưới cái hồ này. Tôi biết những suy nghĩ và hình ảnh của Fedon. Bây giờ tôi cũng cần quá khứ của bạn. Charlie còn yêu. Bố ạ? Rowan, Charlie à, để ta một mình đi. Damon. Talia. Who are you? Cô là ai? How did you get Sao cô đến được đây? Well, là do một số loại ma thuật, rõ ràng là vậy. Tôi đoán món đồ trắng sắc nhỏ này có liên quan đến nó. Cô chính là bóng của tôi. Cô đã có sự sống rồi sao? Ồ, cô quả là một người thông minh và hiểu chuyện đấy. Để ta đi, cởi trói cho ta mau. Như vậy có công bằng không? Cô đã được là Talia nhiều năm qua rồi. Cô không nghĩ rằng đã đến lúc cô nên ra đi và để cho người khác thay thế mình ư? Gì cơ? Hiểu đi nào cô gái. Tôi sẽ thử sống cuộc đời của cô tối nay. Cô sẽ thấy nó cũng giống như bình thường thôi. Cô bị điên rồi. Sẽ chẳng ai nghĩ cô là tôi đâu. Ồ cái gì? Cô nghĩ rằng những người bạn của cô sẽ phát hiện ra ư? Tôi đã có khuôn mặt của cô. Tôi đã có hầu hết những kỷ niệm của cô. Tôi nghĩ rằng mình sẽ xoay sở được thôi. Nhưng trong trường hợp tôi gặp rắc rối, tôi sẽ giam giữ cô như một nguồn tài liệu để tham khảo. Đừng trông mong gì cả. Ồ, nếu không có phía sau, nơi này sẽ là nó. Ta thấy lo lắng vì phe yêu tinh dạo này yên ắng quá. Điều đó có nghĩa là họ đang lên kế hoạch gì đó. Không phải bây giờ, Pha La. Có thể là chúa tể Can đã quyết định sống yên bình rồi. Menel, có vẻ như ông đã quyết định đến với điệu nhảy mùa xuân như một bông hoa tulip. Talia, là Talia. Một cơ hội lý tưởng để thay đổi chủ đề nói chuyện. Chào buổi sáng, cô gái trẻ Thalia. Chào buổi sáng, ông Manel già. Hôm nay cháu sao thế? Ồ, ông sẽ không tin đâu nếu cháu nói rằng ông toàn nếp nhăn. Nhìn này, Tick. Màu sắc của mùa mới, chúng ta sẽ đi trước xu hướng. Các cậu sẽ làm ra quần áo từ cái đống hỗn độn này ư? Không, là phụ kiện, một chiếc khăn và găng tay. Và một cái túi nhỏ để đeo vai, cậu nghĩ sao? Thật lập dị, kỳ cục và hoàn toàn thảm hại. Cô gái à, đó là những từ dành cho cậu đấy. Cậu đùa đấy à? Này Tick, nhìn xem chị đang bày bừa như thế nào. Bố sẽ nói gì đây?
Sao chị phải quan tâm? Chị sẽ đổ hết tội cho em. Chị đùa thôi. Em biết không, buồn cười chứ. Đừng bận tâm. Nhìn kìa, chị hết nước ép rồi. Hãy cho chị thêm một chút nữa và chị sẽ kể cho em nghe về hóa thạch cũ của một con chim, hoặc bất kỳ điều gì. Chị ổn chứ, Tích? Tất nhiên rồi. Giờ thì chị bắt đầu cáu rồi đấy. Nước ép, tủ bếp. Em có bản đồ hay gì nữa hả? Ôi không, chả vui gì cả. Ta cần sự giúp đỡ. Chính là chúa tể can. Ông ta biết về phép thuật của bóng tối. Ông ta sẽ giúp mình. Của chị đây, Tick. Một cốc nước ép hoa quả. Tick. Ôi, ông khổng lồ. Không, đợi đã, đừng đi mà. Ở đây này cậu bé. Được cái này đến làng của ta. Sau đó họ sẽ biết điều gì đó đã xảy ra với ta. Về nhà đi, về nhà ngay đi, ông khổng lồ. Hãy cứ xem cô ta muốn gì trước đã. Bây giờ, Creeper, không được dỗi. Phán quyết cuối cùng là gì? Ta sẽ được sống chứ? Thật đáng kinh ngạc, chúa tể của tôi. Câu chuyện của sinh vật này là sự thật. Đó không phải là Talia của các nàng tiên. Đó là một loại bóng hoặc hình ảnh phản chiếu nào đó. Thật hấp dẫn. Nhưng ông có nghĩ tác dụng sẽ dần biến mất không? Phải mất rất nhiều năng lượng biến điều này bền lâu và trở thành sự thật. Lăng kính đó sẽ không duy trì trong một thời gian dài. Tôi ước tính nó sẽ mở dần trong vòng khoảng 3 giờ. Này, dừng việc đó đi. Các ông có thể giúp tôi hay không? Còn phụ thuộc vào nhiều thứ, cô gái yêu quý. Cô có thể làm gì cho chúng tôi? Một gián điệp ngầm chẳng hạn. Không may cho cô vì vị trí đó đã đủ người rồi. Trong mọi trường hợp, cần phải có một lượng lớn năng lượng để giữ cho cô tồn tại. Tôi không chắc chúng ta có thể. Thưa chúa tể, đó là năng lượng của cái giếng Samasis. Rất chính xác, ngài bố giám vĩ đại. Nói với ta, liệu lăng kính đó có thể tự nạp năng lượng bằng cách hấp thụ năng lượng ma thuật không? Tất nhiên rồi. Đó là một bộ dao động sóng đơn giản với một phi tuyến tính. Cho người bạn mới của chúng ta xem cách nó hoạt động đi. Ta hy vọng người sẽ sớm giữ lời hứa. Tin tôi đi, chúa tể của tôi, ngài vẫn chưa hiểu hết tôi đâu. Ngươi thuật lại cho ta nghe lần nữa được không? Vâng, thưa ngài. Chúa tể can nói rằng, ngài hãy đến và đưa cô ta về làng cổ tích, thưa ngài. Đây là mệnh lệnh ưu tiên. Thế cô ta là ai? Tôi không thể nói được, thưa ngài. Tôi chưa từng thấy cô ấy trước đây. Cô ấy cao, thấp, đẹp hay xấu hay thế nào? Cô ấy là một người tóc đỏ, cao và có ánh mắt thân thiện. Chào anh lính, lâu lắm không gặp. Talia, đoán xem một cô gái xinh đẹp như tôi đang làm gì ở đây nhỉ? Ồ, được rồi, đây là nơi có thể đến. Nhưng tôi vẫn không hiểu, Tali. Cô đang làm gì trong thành vậy? Làm thế nào mà chúa tể can lại cho phép cô được thả đi? Ồ, đó không phải là vấn đề gì quá lớn. Chỉ là một trong số đó, anh biết đấy. Những thứ như kiểu chương trình trao đổi văn hóa. Trao đổi văn hóa ư? Anh biết đấy. Tôi đã đặt cược rất nhiều. Ồ, anh có những giai điệu tuyệt vời. Này, cô có ổn không đấy? Anh không biết. Anh có muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi không? Này, nhìn đi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã thỏa thuận với sếp của anh. Nghiêm túc là anh cần phải biết. Mặc dù chúng tôi đã cùng về một phe, Diamond, điều đó chẳng phải là rất tốt cho tình huynh đệ của chúng ta, phải không? Được rồi, khá giống nhau đấy. Nhưng cô còn cần phải nghiên cứu nhiều hơn một chút. Cô ấy đâu rồi? Ai cơ? Talia, cô làm gì cô ấy rồi? Anh thích bánh mì trắng format hơn à? Thật đáng tiếc, chúng ta có thể vui vẻ mà. Binh lính đâu? Cứu với. Yêu tình đang hung hăng với tôi. Cứu với. Được rồi. Dừng lại đi. Tôi thậm chí không nên. Ai đó cứu tôi với. Cứu. Cậu đang bị bao vây. Đầu hàng và bỏ kiếm xuống. Chuyện gì xảy ra vậy, Charlie? Anh ta đuổi theo con. Anh ta nói sẽ làm con bị thương, còn sợ lắm. Tôi cảnh cáo cậu, sẽ có chuyện xảy ra nếu cậu còn quay lại đây đấy. Atticus, đó không phải là con gái của ông đâu. Một vài chuyện thật điên rồ đã xảy ra. Thử hỏi cô ta về những thứ mà chỉ mình Talia biết đi. Hỏi đi.
Con ổn chứ, Charlie yêu dấu của ta? Có chứ, con vẫn tuyệt mà. Charlie, đừng di chuyển. Ta sẽ gọi người giúp con. Con không muốn gây rắc rối, con sẽ ổn thôi. Giờ thì con ổn rồi, cảm ơn cha. Cha đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Ồ, xin chào ông khổng lồ. Đang tìm bạn của mình đúng không? Cô ấy đi rồi. Được rồi, hãy xem ta hành động đi. Talia? Talia? Không phải Talia, cô chỉ là một cái bóng, một cuộc đời phản chiếu. Không chỉ là cuộc sống, tinh thần thiêng liêng, mà là quyền lực. Không, cô không thể làm điều này. Ma thuật của ta chỉ để bảo vệ ngôi làng này. Ồ, thứ này để tăng áp động cơ. Sát thủ của Salmacid đã giảm xuống còn con số không thương ai. Có vẻ như người bạn của chúng ta đã làm tốt như lời cô ta nói. Điều cầu đại úy Damon tập hợp quân đội. Đại úy Damon vẫn chưa quay trở lại trước ngày. Dù vậy, cuộc xâm chiến phải được tiến hành. Nói với Shin, cô ta sẽ dẫn đầu lần này. Ta tin rằng cô ta sẽ làm đúng. Chúa tể của tôi, một lĩnh vực phép thuật mới đã xuất hiện, mạnh mẽ như Samatic từng làm được. Lẳng kính, đừng lo lắng, búa rắn. Người này sẽ ở bên cạnh chúng ta. Tốt nhất là cô ta nên làm vậy. Cái này thật hồi thối. Hồi thối. Ồ, có lẽ ta nên biến thứ này thành một cái gì đó dễ chịu hơn. Ôi, thôi nào, nghe này, giờ mình đã bền vững rồi. Ta đã có khối lượng cơ thể. Được rồi, đừng bận tâm, ta thích những thử thách. Khá may mắn khi xem xét lại những gì ta đã làm ở đây. Thử lại lần nữa đi. Mẹ và người bảo vệ, hãy nghe ta. Với tinh thần vĩ đại, hãy hiện lên và nói chuyện với chúng con. Không có tác dụng gì cả. Ai có đủ năng lượng để làm chuyện này cơ chứ? Thật trùng hợp, Atticus, đó cũng là điều tôi đang tự hỏi. Này, nghĩ sao, các cô gái dẫn đầu xu hướng hay điều gì khác? Thích, trông cậu như là yêu tinh vậy. Ồ, nữ yêu tinh nhìn cũng đẹp mà, chẳng phải sao? Nó chỉ là... tốt thôi, thật đáng ngạc nhiên. Cậu thường... vâng. Chọn màu phấn. Và tóc của cậu. Được rồi, đừng bận tâm. Tôi không muốn nói chuyện với bộ não nhọc của các cậu với một sự quá tải. Ôi, có cánh để làm gì nếu các cậu sợ bay? Khi gặp những người đàn ông, họ sẽ không đến gần hai cậu đâu. Hẹn gặp lại các cậu trong những tờ giấy thật hài hước. Nhưng cậu đi đâu vậy? Nhiệm vụ của lòng thương xót cô gái ạ. Tôi sẽ đến thăm nhà tù. Cậu có nghĩ là cậu ấy ốm rồi không? Hoặc là cậu ấy, hoặc là cả hai chúng ta. Một sức mạnh có thể đối phó với Samasis. Nếu ta có thể vận dụng sức mạnh đó, ta sẽ cai trị toàn bộ đồng cỏ. Nếu thứ này mà không hiệu quả, bà Flu tốt hơn là nên hoàn trả cho ta đầy đủ. Calico, Calicorum, Omnium, Bandersnatch. Cho ta thấy khuôn mặt đã đánh bại Samasis. Cho ta xem đi. Hãy cho ta xem. Ồ, là Talia. Nhưng điều này là không thể. Cô ta không có sức mạnh. Ồ, lăng kính của ta. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra. Chào anh chàng đẹp trai, muốn ra ngoài và chơi không? Ồ, lại là cô. Đúng vậy,
là tôi đây. Trông tôi thế nào? Chồng chẳng ra sao cả. Ổn thôi, tôi sẽ phù hợp ngay sau khi yêu tình tiếp quản. Trong lúc chờ đợi, chúng ta có thể trao nhau những nụ hôn. Dễ thôi, không được thì cắn. Đừng lo, dù cô là ai, cô cũng đã thắng vòng này. Nhưng khi Thalia thực sự trở lại, có lẽ đó là lúc mà mọi thứ đặc biệt đã đi đến hồi kết. Này, ý cô là sao? Tôi sẽ lấy cuộc sống của cô ta, còn cô ta sẽ thay phần cuộc đời của tôi. Hãy xem cô ta thích được phản chiếu như thế nào ở mặt ao. Không có gì để nhìn ngoại trừ ba tảng đá và một bụi cây tử đinh hương. Đợi đã. Xin chào đại úy. Luna, Nayad. Ông Atticus nói rằng chúng tôi không được phép để anh chết vì đói, vậy nên đây là món salad xanh. Thật vui khi được thấy hai cô. Hôm nay mọi người cư xử lạ lắm. Tôi biết lý do. Ngày này chúng ta phải cứu Thalia. Chứ không phải anh ở đây vì đã tấn công Thalia. Không, không, ý tôi là Thalia thật cơ. Người có mái tóc nhọn kia là một con quái vật đội lốt đấy. Chắc là cậu cần phải giải thích nhiều lắm, đặc biệt là về mái tóc nhọn ấy. Được rồi, chúng tôi đang nghe đây. Gì vậy? Tại sao Thalia? Thật vui được gặp cô ở đây. Tôi muốn nói chuyện với cô. Xin lỗi, Faden, tôi không có thời gian đâu. Có lẽ cô sẽ phải trả lại lăng kính cho tôi trước khi đi chứ. Ồ, cái này sao? Ông muốn cái này à? Vâng, chắc chắn rồi. Ý tôi là nếu đó là của ông thì nó đã ở chỗ ông rồi. Cô đang chơi xấu đấy, cô bé yêu dấu. Nhưng tôi không nghĩ cô lại làm được. Và sau đó cô ta nói rằng cô ta sẽ biến Thalia thành cái bóng phản chiếu trên mặt ao. Và anh để cô ta đi luôn. Tôi bị kẹt ở đây còn gì. Hãy để tôi ra và tôi sẽ cứu cô ấy. Không, chúng tôi không thể thả anh như vậy được đâu, đại úy. Nói cho chúng tôi biết cô ta đã đi đâu và chúng tôi sẽ tự mình đi cứu Trích. Tôi không biết cô ta đã đi đâu, nhưng cô ta đã nhắc đến ma tảng đá và một bụi cây tử đính hương. Nó ở đâu được nhỉ? Có phải là ở High Elms Corner không nhỉ? Không, nếu ở đó có đá, nó sẽ phải là bờ sông Twisty. Cô ta đang mang theo lăng kính. Tôi nghĩ đó là một loại vũ khí. Đừng bỏ lỡ cơ hội nào. Thừa nhận đi, Thalia. Trong một trận chiến mà ý chí chống lại ta, cô hoàn toàn yếu thế. Không, tôi chỉ cho ông vài giây để tự mình biến đi. Tôi đã hẹn với Thalia thật rồi. Vì vậy, chúng ta tốt hơn là nên kết thúc ngay bây giờ. Có phải Thalia thật không? Sao cô lại... Cảm thấy mệt mỏi lắm đúng không? Đừng lo lắng. Hàng ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên hoặc là lần tệ nhất. Cô đã làm gì với tôi vậy? Ồ, một diện mạo mới. Nghe này, Thi. Đây không phải là chuyện cá nhân mà là của tập thể. Tôi hy vọng cô thích chơi trò gián điệp theo phong cách này. Bởi vì một khi cô chỉ là một sự phản chiếu, đây là trò chơi duy nhất trong thị trấn. Đừng nhanh như vậy chứ, cô bạn thần tiên giả dối. Ồ, đó là sự tin tưởng của não bộ. Đáng ngay này các cô gái, các cô không đủ khả năng đâu. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Bây giờ cô chỉ cần để cho bạn của chúng tôi đi, hoặc là cô sẽ phải hối tiếc đấy. Ồ, ta đã cố gắng để làm mọi chuyện tốt đẹp, nhưng một số người cứ bắt ta phải làm những điều khó khăn. Ồ, nhưng ta không thể, không thể. Cô cũng không thể có. Lou và Nettie đã đến đây 5 phút trước cô. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cô không có cơ hội nào để sử dụng thứ này. Trả lại ta thứ đó, ta sẽ cho đi tất cả, cơ hội cuối cùng đấy. Thật lấy làm tiếc. Tôi biết nếu cô giữ thứ này một lần nữa thì chúng tôi cũng không còn cơ hội cuối cùng. Chúng ta có thể chia sẻ sức mạnh mà. Chúng ta giống như chị em, gần hơn cả chị em. Tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì mà cô muốn. Không.
Quay lại bên trong đi. Sức mạnh của ngươi là của ta ngay lúc này. Ta đang kiểm soát ngươi đấy. Chỉ một chút thôi. Nếu cô đã nhờ tôi giúp đỡ, tôi sẽ chỉ cho cô thấy những gì không thể thực hiện được. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Tránh xa ta ra. Ta không cần cái lăng kính ấy. Ta vẫn có thể. Ta không thể ở lại được nữa. Ta phải trở về cái giếng thiêng thôi. Lòng can đảm sẽ không bị lãng quên các con. Gần như đã hết rồi. Cảm ơn Lu, cảm ơn Nadi. Các cậu đã cứu mình. Ồ, mình nghĩ đó là việc của chúng mình mà. Thalia! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thalia giả đâu rồi? Chúng tôi đã giải quyết xong mọi thứ rồi anh khủng ạ. Đúng vậy, không bao giờ nên để một người con trai đi giải quyết việc của các cô gái. Này, làm thế nào để bây giờ tôi biết cô có đúng là cô đây? Nó là điều hiển nhiên thôi. Tôi thực sự nhút nhát, kín đáo và cư xử tốt. Người sinh đôi độc ác của tôi bị bầm dập và rất tệ. Anh chỉ cần xem xét các bằng chứng. Đại úy đi. Chúng tôi đã tìm thấy anh rồi. Đã đến thời điểm cho cuộc xâm lược. Anh đã ở đâu, Pan? Cuộc xâm lược đã bị hủy bỏ. Nhưng tôi đã phải lao ngay ra khỏi giường vì nó. Xin lỗi mọi người. Có lẽ là để lần sau. Về nhà thôi.